Các bạn thân mến, bây giờ mình đến thăm lại cửa hàng của nông cơ Vũ Văn Bự, để theo như một số bạn đã yêu cầu là quay cho xem một số cái dàn sới lớn đó. Thì bây giờ mình phía trên mình thấy, nhưng mà mình xuống đây mình thấy khá nhiều. Mấy cái này mới về. Đây là con K160 K16 là nguyên bộ nè. Con này là chuyên, không phải chuyên sới. Con này cái dàn sới thì ấy mà anh. Nhông kia kêu bằng nhông gì? Sới đó, nó sinh giữa, nó sới. Biết là sới nhưng mà nó sinh bên hông mà. Không, nó sinh giữa. À không, ý là cái nắp bên hông chứ không phải nó liền luôn. Thì đó, nó là sinh giữa đó. À. Con này anh có biết giá không? Không biết hả? Biết chứ, nó tầm từ 14-15 triệu. À vậy hả? Ô, con này còn quá đẹp ha. Rồi, để mình xem cái SS10C kìa. Có cái buta bé bé kìa, không biết cái gì, kệ nó đi. Con này là gì đây? Dân Ma IKIA 65. À 85. 85 dàn dân Ma IA 85 đẹp quá ha. À, ba cái răng này thích thì thay mới chứ có gì đâu mà. 85 lấy NF. Dạ. Trời ơi, răng này chơi nữa. Không, ý là ủa sao nó mới dữ vậy anh? Không, ý là sao mới dữ vậy? Răng của nó vậy mà. À vậy hả? Nó thay bên Nhật thay về đúng không? ZK17 nè, 17 là lớn hơn ông 16 à. Đúng rồi. Cái con này khoảng bao nhiêu anh? Con này vừa sới vừa chạy được luôn nè. À, con cái K175 lại lớn hơn K17 hả? À? Ồ mà sao mấy con này nó của hãng gì mà làm đẹp dữ ta? À Kubota. À. Con này Kubota luôn hả? À Văn Ma. À. Cái này là rẻ đúng không? Đúng không? Con này hả? Con này nó phải tầm 15 triệu. Bộ gì? Này, bộ này 15 triệu. Không. Không. Bộ IH70 làm gì? H là nó rẻ hơn anh. Đây, máy này nè. Máy này là... À. Anh phải coi kỹ anh. À, 80. À, cái vàng này nó rẻ nhưng mà máy nó mắc đúng không? À, NF80. NF là mắc, đúng rồi. Máy nó mắc. Ủa sao mấy kia nó nguyên bộ, nó làm nhìn nó téo téo ha? Nhìn đó. Nè IC60 nè. A là sao ta? 60. Cái chữ A này là để nó gì ta? Để nó phân biệt cái gì? Hình như phân biệt là để sao? Hay là bản rộng với bản hẹp? Nè, K175 đợt này gì, K175 quá trời luôn anh. Con kia IC60 kìa. Ồ quá trời luôn. K1-75. Mấy này rẻ không ta? NFAD. Anh ngó nhãn hiệu kỳ cục không? NFAD8 rồi L nè. Chả hiểu nổi. FA18 này của Mỹ đi. Mã vàng này đẹp ha. Ừ. Như anh này anh có biết đó giá không? IA đó. Anh biết giá không? Những cái dòng này đó quan trọng nhất là cái máy nè, xài bát kim nè. À. Đó, nó mát, nó 8 ngựa liền. Kim phun. Xài bát kim phun bao nhiêu tiền? Như con này. Con này nó cũng tầm 16 triệu. À mắc vậy hả? Em tưởng chừng khoảng 6 triệu nha, tới 16 lần à. Còn con kia. Ô con này nhìn khủng hoảng đó, nhìn nó ngồi đồng cối đá dữ vậy ta. Kiên sói à. Hả? Máy bọc bô bọc tấm chớ mấy mấy 10 và 10 luôn. Cái này bọc đạn hay 3G? À. Bọc dê, bọc bô là bọc đạn đúng không? Đúng rồi, bọc đạn luôn. Có nghĩa là hàng nó làm đắt tiền hơn thì nó làm chi tiết hơn. Cái đó khoảng bao nhiêu tiền? Tại vì nó xài chuyên sới. Chuyên sới mười mấy triệu. Đồ cái dàn bánh đồ nó còn mới ghê à. Máy còn đẹp quá ha. Đi dạo xuống coi tiếp tiếp anh. Coi như con này hồi đợt trước hay đợt này đi. Mới về không? Cái dàn này mới về hết á. Chưa rửa nữa anh ơi. Lô trước về bán hết rồi. À chưa rửa nữa. Con này con gì ta? IC90 nè. IC90 mấy em thích cái dàn sới mà rời vậy nè. Đây nè. Đây gọi là mấy sên bìa. Sên bìa.
Cái dàn rời anh biết sao, mình chạy là nó mình gắn vô, mình có thể gắn rơ mọt vô mình chạy rồi. Rất là đơn giản. IC hình như mấy thằng IC là nó rời. Rời hết. Đúng không? Cũng có chỉ cái IA nó mới dính. Nè, IH mới dính. H là chữ H á, nó dính luôn là nó dàn ấy, chứ còn C là nó đuôi liền, đoạn này đuôi rời. Nó rời. U mà dàn này công nhận nó làm thấy khủng khiếp quá ha. Nhìn thấy nó có vẻ, nhìn thấy nó dữ dằn ha. À, có đề luôn á. Nó to 9,5 ha. Đề luôn. À xài bình xài đề luôn hả. U cái này nó bọc lại kính mít luôn anh. Về mình tháo bọc ra mình dục được không? Được chứ, có ảnh hưởng gì đâu. Ồ cái anh, cái dàn này nó tăng ra dài ghê chưa hả? Nói chung thằng nào cũng một cỡ nhau, giống nhau hết á. Phải không vậy hả? Nè chiếc này mới về mà sao à, mấy này là mình túm mình thu vô cho nó gọn hả? Con này dàn gì anh biết không anh? IC60. IC60. À. Ô, con này mất bình dầu hả? Con này bình dầu bị lủng. Bị lủng. Đi, đem đi hàng SS11C. C này là xài cái gì ta? C à. C này là nó à. Cái dàn này dàn H nè, đúng không? Dàn H chứ gì nữa? Hả? Hả? IS hả? IS sao dàn rừng dính? IS11 chuyên sới. Dòng nó giống như cái thằng IS12 mà dàn mấy sới mình chạy hồi xưa vậy đó. À vậy hả? Cái đuôi nó lúc nào nó cũng dính vậy. Ô sao nó có một cái cục gì đây ta? Cục đề, à, cục đó cục đề. À nó cục đề à, đây hả? IA85 nè. Cái này đề nhông hay đề gì? À, nó đề bình thường với mấy cái đề khác thôi. Ý là nó đề bằng nhông hay dây cô roa? À bằng nhông hả? À nó có cái đề ngay đó. Nhông nó chuyền qua cái bánh trớn nó. Ồ cái dàn bên máy mà nhìn bên này nhìn nó đã quá ha. Mà máy với 9 ngựa. Hả? Máy 9 ngựa hả? Cái này em bảo đảm quay phát là nổ. Nổ. Nè bình gắn đây nè. Bình nhỏ ha. Nó mới về lấy công nhận lấy có nhiều khi lấy cái máy nó phang tới phang lui bể tùm lum hết ha. S90 nè, này IA85 nè. IA550. Rồi cái này mất cái máy rồi. Đó ta mua máy rồi bán máy. Bán máy luôn. Mua rồi bán luôn. Mua gì bán cái đó. À. Để gắn cái khác lên. Gắn cái khác lên mốt thì có người mua vàng thì mình bán vàng. Ồ cái vàng này đẹp quá. Sao nó mua luôn cái vàng uổng nè. Nồi nhà nó có vàng rồi nó đâu mua kỹ. Kêu cạch cạch đó. Nhôm nhôm. Không cái kiểu của nó vậy. Ồ cái này làm nhìn nó bọc kỹ quá ha. Ở bên nước ngoài công nhận nó làm nó sợ người ta ấy ha. Nó sợ nguy hiểm đó. Chiếc này là gì ta? Dòng gì ta? IS. IS10Z. Rê coi máy coi. Ồ máy bật đạn luôn nè. Dễ sợ. Nhìn cái này sao nó chế cái dàn trên nhìn nó cùi quá ha. Nãy cái này cái dàn IT400 nhỏ mà cái này nó làm rau quả là thôi. Mà nó chế ra nó xi hai miếng inox nè, nhìn cho đẹp nè ha. Cái con này giờ tầm khoảng mấy triệu chứ mấy hả? Khoảng 7 triệu không? Con này cỡ đó. Chắc cỡ đó chứ mày. Đây nữa anh. Nè. Lớn hơn con này. À, nhưng mà nhìn nó cũng tấu lâm. Bật đạn đàng hoàng anh. Nó 550, còn này có 500 à. À. Ngựa hơn. Con này là gì? À 550. IA 550. IA sao anh thuộc hết vậy ta? Con cái IC70 kìa. Nhưng IC70 đó theo anh biết giá tầm khoảng bao nhiêu anh? Con IC70 mấy bật đạn nếu mà đạt như bộ đó thì nó phải là 13 triệu. Nó nhỏ vậy mà 13 triệu luôn hả? 12 triệu. Hả? À. Tùy theo cái máy anh đẹp xấu nữa. À vậy hả? Nếu mà nó xấu hơn thì tầm có 10-11 triệu cũng có. À. Có như này cũng 70 nè, đó giờ. Như con này con gì nhìn nó cũng téo téo ta. Tại 550. 550 à. Nhìn nó làm nó chế thêm mấy cái này đồ chi gì ta? Mấy cái cản lỡ mày có đụng vô nó khỏi bể đèn. À cho nó êm á hả? Nó bảo vệ mà. À. Đây thằng Kubota hả ta? Đẹp quá ta, máy xám, lốc xám nè. Này xài xài bình hay gì mà sao dàn điện nó dữ dằn vậy ta? Hả? Anh. Nó xài à xài đề hả? À chỗ để học bình nè. À cục sạc, cục xiết rồi nè, tùm lum nè. Cái này nó xài cái này lên quá mức nó ngắt nữa nè. Nó báo báo hiệu nữa nè.
nó báo là mình kéo lên hết mức báo đèn ấy chứ. Không, cái này là báo cái gì anh biết không? Báo mình lên côn nè. Đây nè. Đây nè. Báo lên côn rồi nè. Xịt ta. Kubota. K850. Thằng K850 này nó làm lúc nào cũng có đề ha. Tại model đó nó có đề mà. Đề bạc đạn. Ô sao cái thằng này, thằng dân, thằng mấy thằng làm vứt đầy đường. IC70 hả? Dân ma mà nó đề chữ Xenon anh hả? IC70 hai này IC70 hết hả? Thằng đó khác. Thằng này gì? Thằng đó IC, thằng đó 80. À, thằng 80 lớn hơn số này lọc nhất. Lực nhất. Lực nhất. Trời, sao tháo tùm lum hết anh? Đó, nó dây côn thôi. À. Tháo cái dây côn ra. Dây nhất quá nó tháo ra thay. À. S70, SS70. Em thấy mấy Kubota này nhìn tướng nó nồi đồng cối đá nhất nè. Ha. Nó dòng nó lì từ xưa giờ mà. Dạ. Này chạy mà lội ruộng đâu thôi hết ý luôn. Mà cái này công nhận còn mới quá ha. Nó chỉ thiếu cái nắp nhựa trên thôi chứ nó đẹp. Nó chắc tháo nắp nhựa chứ. Đồ đi trên công nó bể. À vậy hả? U dàn dàn. Nắp giống vậy nè. Nó bỏ chồng lên nhau đúng không anh? Ừ. Nó bỏ cái chồng lên nhau đúng không? Hên lắm mà về còn không có ba cái đồ mũ mà. Như vậy tính ra thằng Văn Ma là xài ngon nhất, về ngon nhất, ít bể. Anh biết tại sao? Nó dằn sắt không ngủ ít. Ha. Rồi thôi lên anh. Rồi, lên thôi.